Thật ra cái cảm ơn bên bên sách tài và JP đã set up cái buổi gặp này để mình cùng nhau trao đổi, vì đây là cái mảng mà hiện nay những cái thông tin khi mà ai nghe ai đến hai chữ ung thư người ta cũng sợ. Nhưng mà cái là mình đang muốn tác động và thay đổi cái quan điểm của người dân của mình, là làm sao để họ hiểu, họ không có chỉ nghe về cái bệnh mà họ phải hiểu những cái yếu tố nguy cơ ảnh hưởng và có thể mắc bệnh hơn, cao hơn những người khác nào, để mình có một hướng tầm soát phát hiện nó sớm hơn. Đây là một cái đề tài mà nó khá là rộng, cái buổi trên mạng này. Nếu mà nói về ung thư, nó có rất nhiều bệnh ung thư mình có thể gặp trên cơ thể mình, từ đầu cho tới chân mình có thể gặp ở tất cả các bộ phận đó. Thì Nghi chỉ sẽ tập trung vào một vài cái bệnh mà mình cái tỷ lệ mình gặp là cao nhất ở hai nhóm nam và nữ. Cái buổi trình bày á, những cái giữa những cái slide trình bày là cái phần giải thích, và các bạn có thể đặt câu hỏi nghe những cái slide đó, hoặc nếu các bạn muốn là mình theo dõi hết xong thì mình đặt câu hỏi ở phần thức nào cũng được, không có vấn đề gì ha. Đầu tiên sẽ bắt đầu bằng một cái khái niệm cơ bản nhất. Chúng ta cần biết ung thư là gì. Ai nghe ung thư thì ai cũng sợ nhưng không hiểu cái gốc của nó là gì. Cơ thể của mình được cấu tạo bởi nhiều bộ phận, chẳng hạn như da, lông, tóc, móng tay và các bộ phận nội tạng bên trong, chẳng hạn như tim, gan, phổi, đường ruột, vú, tiền liệt tuyến, trực tràng, vân vân. Thì toàn bộ tất cả các bộ phận đó đều được cấu tạo bởi rất nhiều tế bào. Mỗi bộ phận thì sẽ được cấu tạo những tế bào mà có đặc tính khác nhau. Có những bộ phận thì các tế bào được cấu tạo sẽ sinh ra trong quá trình bào thai thì được tạo thành, và khi mình trưởng thành thì nó trưởng thành và nó sẽ giữ nguyên một cái mức độ và số lượng như vậy luôn, nó không thay đổi. Chẳng hạn như tế bào cơ tim, tế bào não. Khi mình già đi thì có thể những tế bào đó nó yếu đi hoặc nó giảm hoạt động. Nhưng lại có những bộ phận mà cái tế bào nó sẽ được tạo ra, sinh ra, hoàn thành nhiệm vụ và sau đó chết đi trong một khoảng thời gian nhất định. Vậy chúng ta thấy tóc của mình, móng tay của mình, tại sao mình cắt chừng một vài tháng nó lại dài ra, bởi vì nó tạo ra những tế bào mới, hoặc là những tế bào máu. Người ta thấy chu trình để thành lập và hoạt động cho một tế bào máu có thể khoảng từ 90 ngày đến 120 ngày, sau đó những tế bào máu đó sẽ được dần dần chết đi, những tế bào non sẽ được hình thành để thay thế cho cái số lượng tế bào đó. Thì mỗi tế bào nó sẽ có một cái quy luật để sinh sản, phát triển, trưởng thành và hoạt động theo cái chức năng của nó được cấu tạo cho từng bộ phận cơ thể. Khi bất kỳ một cái giai đoạn nào của cái tế bào đó bị hư hỏng, bị rối loạn thì sẽ làm cho tế bào đó sinh ra, hoặc là cái tế bào đó thay vì phải chết thì nó sẽ không chết, hoặc là nó sẽ sinh ra những tế bào khác khác thường so với nó về mặt cấu tạo, về mặt chức năng. Hoặc là thay vì nó một tế bào sinh một tế bào thì nó sẽ một tế bào nó sinh ra nhiều tế bào hơn. Thì một trong những cơ chế rối loạn đó là cơ chế gọi là tiền khởi cho cái việc hình thành của bệnh ung thư. Ngoài ra những đặc tính tại sao cái ung thư này mình thường hay gọi nó là bệnh ác tính và bệnh xấu là bởi vì nó chính vì nó không giống những tế bào bình thường, cho nên quy luật phát triển về mặt chức năng cũng giống như cấu tạo hình thể nó sẽ hoàn toàn khác với những tế bào bình thường. Nên chúng ta thấy những tế bào bình thường được xếp cái hàng xếp hàng ngay ngắn, có cái lớp giới hạn phía trên. Khi nó tăng sản thì những tế bào này ban đầu chỉ hơi khác với những tế bào bình thường thôi, nhưng hình dạng và chức năng nó vẫn nguyên. Nhưng khi nó bước qua một cái bước chúng ta gọi là loạn sản, tức là những tế bào được sinh ra nó không còn chức năng và hình thái giống như tế bào bình thường nữa, và cái mức độ loạn sản nặng hơn thì sẽ là tiền ung thư hoặc là ung thư tại chỗ. Và khi cái u này nó lớn hơn, nó lan tràn, nó vượt ra khỏi cái màng đáy này, nó mất cái màng bảo vệ này, thì cái ung thư này sẽ xâm lấn ra vùng xung quanh hoặc những cơ quan khác. Đây là một cái điển hình, chẳng hạn đây là một cái tế bào ruột, thì chúng ta thấy nó có mỗi bộ một phần của tế bào hoặc là một phần cơ thể đều được nuôi bởi những mạch máu hoặc là mạch bạch huyết, và nó có một cái ranh giới so với những mô tế bào xung quanh. Mạch máu của mình hiểu trong cơ thể mình đó, tức là máu để từ tim đến để nuôi cơ thể, mình gọi là động mạch. Và một cái máu từ cái bộ phận cơ thể đó trở về tim để đưa những cái chất mà đã được sử dụng rồi đưa về tim, để tim lọc lại, mình gọi là tĩnh mạch. Ngoài ra mình còn một cái hệ thống mạch thứ ba, mình gọi là mạch bạch huyết. Mạch bạch huyết hay là dân gian mình còn gọi là hạch đó. Cơ thể mình từ đầu đến chân đều có hệ thống hạch nha, nhưng nó sẽ hoạt động theo cơ chế giống như cái hệ thống nước thải trong thành phố, là khi nó thấy những cái hiện tượng như mình bị viêm hoặc là mình nóng được, mình không uống đủ nước, mình bị nhiệt,
mình vẫn thỉnh thoảng mình thấy là mình nổi một cái hạch ở cổ, từ những cái hạch đó đau sưng, ví dụ mình uống nước nhiều, bác sĩ biểu ngậm nước muối, xúc miệng nước muối, ngậm thêm những cái viên thông cổ mát họng, thời gian những cái hạch nó sẽ đỡ. Thì cái hạch hay còn gọi là hệ thống mạch bạch huyết là cơ, cái hệ thống để bảo vệ cơ thể khỏi những cái vật lạ, những cái bất thường xâm nhập hoặc làm ảnh rối loạn cái chức năng đó. Thì tại sao ung thư gọi là bệnh ác tính? Do chính vì cái sự biến đổi về tế bào và cấu tạo chức năng, cho nên những cái yếu tố thứ nhất là những tế bào này được tạo ra và được phân chia một cách không có kiểm soát và không có một cơ chế nào để mà khống chế được. Cái thứ hai là những tế bào này khi mà nó bị hư hao như vậy thì nó sẽ làm cho cơ thể không nhận biết được là đây là những tế bào hư và cơ thể không có khả năng sửa chữa những tế bào đó. Cái thứ ba là nó sẽ đi theo cái hệ thống mạch máu và huyết hồi nãy, nó sẽ đi khắp nơi trong cơ thể và nó ran ra khỏi cái ranh giới của vùng đó, nó đến những cái mô xung quanh. Đồng thời á, mỗi một bộ phận cơ thể nó sẽ có một cái hệ thống mạch máu bình thường nuôi nó, nhưng khi một cái u này nó phát triển bất thường, hệ thống mạch máu cũng sẽ phát triển bất thường theo, bất thường đến một lúc mà cái hệ thống mạch máu nó không thể nuôi hết một khối u khổng lồ như vậy, nó sẽ gây ra những biến chứng cho những vùng thiếu máu nuôi. Toàn bộ những cái quá trình này nó làm cho việc mình phát hiện sớm, mình kiểm soát cũng như mình điều trị bệnh ung thư là vô cùng khó khăn. Nên bản chất cái bệnh đó đã là cái bệnh khó kiểm soát, và cái cách để mình điều trị nó cũng sẽ phải nhằm làm sao, nhằm mục đích là thứ nhất mình sửa chữa được những cái tổn thương tế bào đó, và thứ hai là hạn chế nó xâm lấn lại xung quanh. Theo Global thì cái tỷ lệ ung thư phân bố gần đây nhất ở Việt Nam, ở hai giới chúng ta thấy ở nam thì chúng ta thường gặp là phổi, gan và đại trực tràng. Đại trực tràng ở đây là mình sẽ nói cái phần hơi dân gian hay gọi là ruột già. Ở nữ thì tỷ lệ cao nhất, tức là thường gặp nhất là ung thư vú, thứ hai mới đến cổ tử cung. Cái vị trí này là thay đổi khoảng 10 năm gần đây. 10 năm trước đây thì cái vị ung thư mà thường gặp nhất ở phụ nữ Việt Nam là cổ tử cung, cũng dễ hiểu là bởi vì thời điểm đó thì nó có nhiều nhiều sự việc xảy ra, chẳng hạn như là cái chất lượng cuộc sống của mình không được nâng cao. Thứ hai nữa là nếu mọi người nhớ thì khoảng chừng 20 đến 30 năm trở lại đây, không riêng tại Việt, thành phố Hồ Chí Minh mà tại Việt Nam, thì có một cái chương trình tầm soát mà đã được nhà nước và cái người mà đem cái chương trình này về là một bác sĩ sản phụ khoa khá nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh, là cái chương trình tầm soát sớm và phát hiện sớm ung thư cổ tử cung, mà thường là họ khuyến cáo là những người phụ nữ bắt đầu có sinh hoạt tình dục là mình cứ đi khám phụ khoa định kỳ 6 tháng đến 1 năm một lần để mình được làm cái phết tế bào cổ tử cung, thì mình phát hiện sớm những thay đổi tại chỗ, mình xử lý ngay khi nó mới chỉ là những cái mức độ chẳng hạn như loạn xạ hồi nãy hoặc là thay đổi tế bào viêm bất thường. Cho nên cái tỷ lệ của ung thư cổ tử cung nó được giảm xuống hơn so với ung thư vú. Đồng thời những cái thay đổi về lối sống, về cái cách mình thay đổi cái lifestyle, tức là về công việc, về chuyện mình lập gia đình trễ hơn, mình sinh con trễ hơn, hoặc do cái yếu tố công việc mình không thể cho em bé uống sữa mẹ uống thời gian đủ dài, hoặc là mình sử dụng những biện pháp ngừa thai và nội tiết tố, đó là cái yếu tố mà đã làm cho cái tỷ lệ ung thư vú ở phụ nữ Việt Nam nó tăng cao hơn so với tỷ lệ ung thư. Chúng ta đã biết về ung thư là gì, những cái tỷ lệ ung thư thường gặp, vậy thì ai cũng hỏi là nguyên nhân của ung thư là gì. Đối với tất cả các bộ phận ung thư trong cơ thể cho đến hiện nay trên toàn thế giới, người ta vẫn chưa xác định được nguyên nhân nào gây ra từng loại ung thư. Người ta chỉ có thể được xác định được các yếu tố nguy cơ. Đặc biệt trong cái ngành y khoa và riêng về ung thư thì nguyên nhân nó không phải là yếu tố nguy cơ. Yếu tố nguy cơ đó là khi chúng ta có một những yếu tố đó, thì đôi khi chúng ta có những cái phần mềm chúng ta có thể tính toán được là bao nhiêu yếu tố nguy cơ, cái yếu tố nguy cơ này nó chiếm cái tỷ lệ bao nhiêu phần trăm. Khi bạn có yếu tố nguy cơ này thì bạn có khả năng trong vòng 5 năm, 10 năm cái bạn mắc cái bệnh ung thư này là bao nhiêu phần trăm. Chứ nó không phải là nguyên nhân chính xác, có nghĩa là bạn có yếu tố này không có nghĩa là chắc chắn bạn sẽ bị ung thư. Nhưng người ta nhìn chung á, để mà có khả năng mắc những cái bệnh ung thư trong những cái bộ phận cơ thể thì người ta thấy là có một vài yếu tố nổi trội, mà cũng may là những yếu tố này đa phần là những yếu tố mà chúng ta có thể thay đổi và tác động được, chẳng hạn như là hút thuốc lá hoặc là những cái dẫn xuất từ thuốc lá thì nó chiếm tới 31% các yếu tố nguy cơ có thể gây ra ung thư.
Yếu tố thứ hai là do cái lối sống, chẳng hạn như là chế độ dinh dưỡng và cái thừa cân hoặc là béo phì. Và hai rõ ràng chúng ta thấy là hai yếu tố này đã lên 60% mà là những yếu tố chúng ta sẽ chủ động thay đổi được. Ngoài ra nó sẽ có những yếu tố mà chúng ta hoàn toàn thụ động và không thể thay đổi được, chẳng hạn như là cái những yếu tố tiền sử về gia đình, hay là những cái yếu tố về cái trong quá trình hình thành bào thai nó có một cái lỗi nào đó, nó lỗi mà có thể là nó lỗi ẩn thôi, là khi mình được đứa trẻ được sanh ra hình dạng hoàn toàn là bình thường, chúng ta không thấy một cái gì bất thường bên ngoài, thậm chí tất cả những cái xét nghiệm bao gồm siêu âm, xét nghiệm máu vân 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 vân, xét nghiệm bộ gen chúng ta cũng không thấy gì bất thường, nhưng chỉ cần sau một thời gian đứa trẻ nó ra đời, nó sống, nó tác động với những yếu tố môi trường hoặc là đủ thời gian để cho cái gen đó nó biến đổi, thì đứa trẻ nó sẽ, cái người đó họ sẽ biểu hiện ra mắc cái bệnh đó. Đó là những một trong những yếu tố mà chúng ta hoàn toàn không không thể thay đổi được, không thể tác động. Thì quy định chung, tức là gom chung lại thì chúng ta sẽ thấy là nó có những yếu tố như ghi nói đó. Quan trọng nhất vẫn là cái lối sống. Thì đây là yếu tố chúng ta có thể thay đổi được. Có những yếu tố mà như yếu tố di truyền hoặc là các tác nhân sinh ung. Tác nhân sinh ung ở đây nghĩa là có những cái chất trong cơ thể, tức là cơ thể mình bản thân không có, nhưng mà khi mà mình sử dụng một thời gian dài thì có thể những cái yếu tố cái chất đó nó làm thay đổi cấu tạo hoạt động các bộ phận trong cơ thể mình và nó có thể gây ra ung thư. Ví dụ như chúng ta thích cái thói quen mà chúng ta ăn đồ nướng mà nướng nó phải cháy đen 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 đen, nó giòn nó mới ngon, thì bản thân những cái chất đó nó là những chất oxy hóa khử rất cao, nó dễ làm cho hư tổn tế bào, hoặc là những cái môi trường chúng ta làm việc ha, bức xạ ở đây. Sẵn các bạn ở đây làm việc văn phòng rất nhiều thì nhắc luôn, bức xạ cũng có nghĩa là những tia xạ mà chúng ta gặp đơn thuần ở trong các cơ sở y tế, thì chúng ta đi chụp phim X-quang phổi hoặc là chúng ta chụp CT hoặc là chúng ta nếu chúng ta ra đường nắng tia UV luôn vân vân. Cái chữ của danh từ chúng ta dùng tức là cái hỗn hợp khí radon là chúng ta đang ở trong tòa nhà cao tầng, thì hầu như hỗn hợp xi măng bụi cát và nước trong tòa nhà cao tầng khi nó không thoát khí được thì nó sẽ gây ra những cái hỗn hợp đó, và chúng ta tiếp xúc những hỗn hợp đó bằng nhiều đường, bằng da, bằng hơi thở, dần dần thì chúng ta vẫn có khả năng nhiễm những cái bức xạ do tòa nhà cao tầng. Cho nên vẫn khuyên các bạn là trong thời gian đó các bạn thấy đọc báo hoặc đài, các bạn có hay nghe được khuyên là không nên ngồi lâu trong văn phòng, cứ khoảng 1 tiếng 2 tiếng thì đi tới đi lui hoặc bước ra ngoài hít khí trời, là để nhằm giảm cái mức độ mình tiếp xúc với cái lượng khí đó. Khi bắt đầu vào cái ung thư mà tỷ lệ cao nhất ở nữ thì những yếu tố nguy cơ ung thư vú ở nữ, ngay chỉ nói là ở nữ thôi, bởi vì ở nam vẫn có khả năng bị mắc ung thư vú, nhưng do cái cấu tạo về nội tiết thì ở nam thường là khi mình bắt đầu dậy thì cái tuyến vú của mình nó sẽ không phát triển, bởi vì nó là tuyến sinh dục phụ, nó phát triển ở bộ phận tinh hoàn, tiền liệt tuyến vân vân vân, những bộ phận sinh dục chính của nam. Nhưng nam thì vẫn có tỷ lệ khoảng 3 đến 5 phần ngàn là mắc ung thư vú. Nhưng mà do cái cấu tạo tuyến vú của nam nó nhỏ thôi, nó mỏng thôi, thành ra hầu hết nếu mình có lưu ý một chút xíu thì mình đều có thể phát hiện sớm được. Còn đối với người nữ thì nếu mình đã là nữ thì mình luôn luôn có một cái nguy cơ mắc ung thư vú hoặc những bất thường về bệnh vú trong đời. Đặc biệt là khi mình trên 50 tuổi thì nguy cơ nó sẽ tăng. Tại sao lại có cái yếu tố tuổi này? Bởi vì bản thân ung thư vú là một cái ung thư mà nó có chịu sự ảnh hưởng của nội tiết tố gây ra. Thì khi chúng ta nội tiết tố nữ thì thường là bước vào độ tuổi khoảng 45 đến 50, nhưng thường là sau 50 thì đó là giai đoạn tiền mãn kinh hoặc là mãn kinh, thời điểm mà những cái cơ chế để sản sinh nội tiết tố trong cơ thể mình nó sẽ bị rối loạn, thì khi rối loạn đó nó sẽ dễ gây ra những thay đổi bất thường ở tuyến vú. Nhưng ngược lại, nghĩa là trong không có nghĩa là trong độ tuổi dưới 50, từ 20 đến 40 các bạn hoàn toàn không có nguy cơ ung thư vú. Vẫn có nguy cơ nhưng cái tỷ lệ nguy cơ trong thời điểm đó nó sẽ thấp hơn là sau độ tuổi 50. Cái thứ hai là tiền sử gia đình. Tiền sử gia đình ở đây á, xin nói rõ là chúng ta hồi gần đây chúng ta nghe rất nhiều về khái niệm di truyền, một cái test gọi là PRECA, tức là trong ngành nghề nghiệp vẫn gọi là PRECA, là viết tắt của PRECA, mà một cô diễn viên rất là nổi tiếng Angelina Jolie gần đây chính nhờ cổ
mà nhiều người đi hỏi về cái test này, người ta ghi nhận rằng trong một cái phả hệ gia đình về phía nữ và phía ngoại, nghĩa là bà ngoại, bà dì, dì, chị em, bạn dì, chị em gái ruột, nếu chúng ta thấy có một hoặc hai người có vấn đề về vú, buồng trứng hoặc là đường ruột thì người ta ghi nhận là có một cái sự biến đổi ở trên hai đoạn gen RECK1, RECK2, mà ghi nhận rằng những cái biến đổi gen này làm cho những người nữ trong cái phả hệ ngoại, gia đình ngoại đó, họ có khả năng bị ung thư ở ba bộ phận đó cao hơn những người mà không có biến đoạn gen đó. Xin nhắc lại một lần nữa nha, cũng không có nghĩa là bạn đi xét nghiệm cái gen này mà bạn có bị biến đổi hoặc bạn có cái bất thường gen này là bạn chắc chắn sẽ bị, không phải, bạn sẽ có nguy cơ cao hơn người khác, nó vẫn không là nguyên nhân, nó vẫn là yếu tố nguy cơ. Cái thứ hai là cái yếu tố này, những cái yếu tố này là hai yếu tố này là do cái lối sống của mình, thì công việc ngày càng mở rộng, là bình đẳng cho nam và nữ, người nữ vẫn có nhiều cái cơ hội để phát triển nghề nghiệp, thậm chí là thăng tiến hơn là nam. Đôi khi chúng ta tập trung về nghề nghiệp, chúng ta lập gia đình trễ hơn, lập gia đình thì chúng ta sinh con trễ. Trong thời gian đó thì chúng ta lại dùng thêm nội tiết tố để ngừa thai, hoặc là nội tiết tố để điều trị cho những cái bệnh khác. Hoặc là đôi khi á, bản thân cái nội tiết tố này đôi khi có thể xuất phát từ lỗi của bác sĩ nữa. Chẳng hạn như bạn đi điều trị về da liễu, bạn có một cái bệnh đó gì da liễu, bạn cần phải dùng một cái nội tiết tố, thì tất cả hai cái yếu tố này nó cũng có thể làm thay dẫn đến thay đổi những cấu tạo tế bào của tuyến vú, và nó sẽ là một trong những yếu tố nguy cơ của ung thư vú. Đối với ung thư cổ tử cung thì bản thân cái cổ tử cung là cái phần, chút xíu nó sẽ có cái hình chỉ cho chúng ta, là cái phần nằm ở cái tiếp xúc của âm đạo và cái phần đầu tiên của tử cung, thì đây là nơi trong quá trình sinh hoạt tình dục nó sẽ tiếp xúc trực tiếp với dương vật và bề mặt phía bên ngoài. Cho nên hầu như các bạn sẽ thấy là tất cả các yếu tố nguy cơ ung thư cổ tử cung nó đều là những yếu tố từ lối sống và tác động bên ngoài, nó không có những yếu tố thay đổi bên trong. Chẳng hạn như bạn có nhiều bạn tình, bạn sinh bắt đầu sinh hoạt tình dục sớm, sớm có nghĩa chữ sớm ở đây có nghĩa là khi bạn, cái quá trình dậy thì nó sẽ có hai quá trình là dậy thì, các dậy thì thứ phát, thì cái độ tuổi của mấy em gái, các em gái bây giờ bắt đầu có quan hệ tình dục ở ngay tại thành phố Hồ Chí Minh mình luôn, không phải nước ngoài nữa, mình ghi nhận và có những nghiên cứu mình ghi nhận, mình chưa, nhà nước mình vẫn chưa công khai ra hết, là có những bé gái thậm chí chỉ mới có kinh nguyệt bắt đầu 12, 13 tuổi đã có quan hệ tình dục. Đây cũng là một cái vấn đề mà thật ra là lỗi hệ thống về mặt giáo dục của mình, chính vì mình không giáo dục nên các em nó không hiểu về về mặt gọi là an toàn giới tính. Mình cứ giấu giấu cái xã hội, mình cứ giấu ông bà cha mẹ, mình cứ giấu cái chuyện đó, con nít hỏi làm gì, thì chính những em đó không biết cách để nó tự bảo vệ. Thì cái chữ sớm ở đây có nghĩa là như vậy, chứ còn nếu mà các bạn nói là 18, 19, 20 quan hệ tình dục thì nó không còn sớm nữa. Chữ sớm ở đây nó có ý nghĩa đối với cái sự trưởng thành của bề mặt cổ tử cung âm đạo sau khi cái quá trình dậy thì, do lúc đó cái bề mặt của cổ tử cung nó chưa được hoàn thiện về mặt cấu tạo, cho nên nó chưa được bảo vệ đầy đủ, sẽ có một cái lớp phủ để bảo vệ. Thành ra khi không có lớp phủ bảo vệ này mà trẻ sinh hoạt tình dục quá sớm thì cái bề mặt nó rất dễ bị biến đổi. Và do cái lối sống đó thì chúng ta có thể dễ bị nhiễm những bệnh lây truyền qua đường tình dục. Chẳng hạn như bệnh mình hay nghe gọi, cái tên gọi là HPV, tức là Human Papilloma Virus, là một nhóm virus dạng, nó không hẳn giống như mầm gạn, mà cái nhóm virus này thường gặp ở bề mặt của cổ tử cung âm đạo, bề mặt cái vùng cổ họng mình cũng có luôn, nhưng nó sẽ là những virus mình thường, bình thường mình vẫn gọi nó là những cái con virus mà nó sống cộng sinh, tức là nó sống một cách hòa bình với mình. Nhưng khi mình có những yếu tố tác động khác, chẳng hạn như đó là mình có nhiều bạn tình mà sự mình sinh hoạt mình không có chế độ bảo vệ, hoặc là cái hệ thống miễn dịch mình yếu ở cái thời điểm mình có một cái nhiễm trùng viêm nhiễm nào đó, hay một cái yếu tố nữa là mình hút thuốc lá hoặc mình tiếp xúc với thuốc lá, thì những cái bề mặt đó sẽ bị tổn thương, và khi bề mặt tổn thương thì cái con virus này nó lại thành một cái virus cơ hội, nó tấn công lại chính cái bề mặt cơ thể đó, gây ra những rối loạn. Từ những cái rối loạn ban đầu như hồi nãy như đó là thay đổi tại chỗ trên mức độ loạn sản rồi nghịch sản, thì sẽ thành tiền tự tiền ung thư. Cái hút thuốc lá đây các bạn nhớ giùm Nghi nha, chủ động và thụ động. Chủ động tức là các bạn hút, thụ động là các bạn hút, tức là các bạn hửi khói thuốc lá từ người khác.
Thì nếu lỡ mà bạn trai hoặc chồng mình có hút thuốc á, mà mình không thể cản được á, thì mình cố mình né đi, hoặc mình mời ra khỏi chỗ khác hút. Sao giờ ở những nơi công cộng, thậm chí ở sân bay hoặc bệnh viện, người ta tức là người ta vẫn khuyến cáo là không nên hút thuốc lá, nhưng không thể khuyến cáo đơn thuần được, hoặc không thể khuyên hoặc không thể cấm được, thì người ta sẽ hình thành những khu vực riêng để cho các bạn hút lá tự hút và tự tự gọi là tự xài và tự hưởng trong khu vực đó thôi, ít nhất hạn chế ít nhất cái chuyện ảnh hưởng đến những người xung quanh. Đối với ung thư phổi thì người ta ghi nhận là có một yếu tố tiền sử gia đình. À, cái tiền sử gia đình này người ta cũng không ghi nhận được yếu tố nào rõ rệt, có thể là do cái mức độ mà mình phải tiếp xúc với khói thuốc lá, hoặc cái môi trường mình sống, cái môi trường đó nó, cái không khí nó không được lọc sạch, vân vân, hoặc là do khói thuốc lá mà tiếp xúc với khí radon. Cái khổng hợp khí radon là nãy giờ đã giải thích với mình rồi, nên có nhiều cô chú, thậm chí nhiều bạn, thậm chí nhiều chú bác sĩ từ hồi trẻ đến giờ tôi không có hút một điếu thuốc nào hết, tại sao tôi lại bị ung thư phổi? Đó là cái nãy giờ đã nói, đây gọi là yếu tố nguy cơ chứ không gọi là nguyên nhân. À, và cho công việc nghề nghiệp, chẳng hạn như chúng ta vẫn thường hay nghe cái bệnh asbestosis, tức là bệnh do người ta tiếp xúc với bụi than, những người công nhân mà làm ở nhà máy xi măng hoặc những nhà máy luyện gang thép, hoặc là các hoạt chất gây ung thư chẳng hạn như thủy ngân và chì. À, cái yếu tố cái bệnh thường gặp ở nam thứ hai nữa, thứ hai thứ ba, vị trí thứ hai thứ ba, thứ hai thứ ba là tại vì nè, thường cái ung thư tiền liệt tuyến đó, chúng ta sẽ gặp ở cái nhóm chủng tộc châu Phi và châu Mỹ nhiều hơn là châu Á và châu Âu. Người ta cũng chưa biết lý do tại sao, người ta trên cái thống kê dịch tễ người ta chỉ ghi nhận là được tỷ lệ này mà thôi. Và cái yếu tố gen, đột biến về gen, thay đổi về gen nó chỉ chiếm khoảng 10 đến 15%, và người ta vẫn không xác định rõ được là cái gen nào gây thay đổi gây ra cái nhóm bệnh này. Do đó nó có tên cái yếu tố tiền sử gia đình do cái yếu tố chủng tộc. Khói thuốc lá hầu như có mặt trong tất cả các yếu tố nguy cơ của các bệnh ung thư, các bạn nhớ giùm ghi điều này ha. Chẳng hạn như cách, và người ta cũng hiện nay người ta đang đặt câu hỏi về cái chuyện lối sống dinh dưỡng hay là những cái bệnh lây lan qua đường tình dục, liệu nó có ảnh hưởng đến nguy cơ gây ung thư tiền tuyến ở người nam hay không. Đối với ung thư cổ tử cung người nữ và ung thư tử cung, họ đã xác định cái vai trò yếu tố nguy cơ của cái những cái bệnh lây truyền qua đường tình dục, riêng đối với tiền liệt tuyến họ chưa xác định cái chuyện đó. À, có một yếu tố mà ngày nay đã thay đổi cái khái niệm về điều trị ung thư tiền liệt tuyến, đó là độ tuổi. Người ta gọi ung thư tiền liệt tuyến là ung thư ở những người sống thọ, những người đàn ông sống thọ. À, tại sao? Nó cũng lý giải một phần ngoài cái yếu tố gen và chủng tộc thì tại sao mình lại gặp nhiều hơn ở dân tộc châu Phi và châu Mỹ, là bởi vì cái tuổi thọ bình quân của người ở châu Mỹ thôi, nó cao hơn. Nhưng mà nếu nói tuổi thọ không thì lại không đúng, với tuổi thọ ở người châu Âu cũng cao vậy. Chính vì cái quan niệm tuổi này nè, một khi mà người bệnh họ được chẩn đoán ung thư tiền liệt tuyến thì ngày nay cái khái niệm điều trị ung thư tiền liệt tuyến á, bác sĩ ung thư đôi khi phải nhường cho bác sĩ nội khoa quyết định trước. Nghĩa là sao? Ví dụ bệnh nhân đó 70 tuổi hoặc 75 tuổi, phát hiện cái ung thư tiền liệt tuyến ở giai đoạn sớm không gây ra triệu chứng gì hết, quyết định có điều trị ung thư tiền liệt tuyến đó hay không, điều trị bằng biện pháp nào, không phải là quyền đơn thuần của bác sĩ ung bướu, mà phải ngồi xuống bàn bác sĩ nội khoa rằng bệnh nhân đó có các bệnh tim mạch đi kèm hay không, có bệnh tiểu đường hay không, có bệnh nguy hiểm về phổi hay không. Nếu những bệnh nội khoa khác, chẳng hạn như bệnh nhân được đặt tới ba cái stent mạch vành do một cái bệnh cao huyết áp rất nặng, hoặc là mỡ máu rối loạn rất cao, thì bản thân cái thời gian sống còn dự trù lại của người bệnh này nó ngắn do cái yếu tố nguy cơ tim mạch chứ không phải do cái yếu tố ung thư tiền liệt tuyến. Thì bản thân ở thời điểm đó có thể chưa điều trị ung thư tiền liệt tuyến liền mà chúng ta sẽ theo dõi. À, còn nếu như ung thư tiền liệt tuyến như giai đoạn trễ, nó xâm lấn ra vùng xung quanh, nó gây ảnh hưởng đến đường tiểu, nó gây tiểu máu, tiểu đau, hay là nó làm ảnh hưởng đến chuyện đi cầu, thì đó chúng ta mới ngồi xuống ở bàn rằng ok, chúng ta có thể điều trị ung thư tiền liệt tuyến, nhưng mà chúng ta chỉ điều trị với mục đích là làm cho người bệnh giảm được những cái triệu chứng do bệnh gây ra. Thì cái biện pháp điều trị, chọn cái biện pháp nào nó sẽ linh động tùy theo cái chuyện đó. Thành ra cái bệnh ung thư tiền liệt tuyến dần dần nó được xếp vào một nhóm bệnh gọi là bệnh nhóm bệnh lý mãn tính, chứ không còn xếp hẳn về cái nhóm ung thư nữa. Cái bệnh thường gặp thứ ba thứ tư ở cả hai nhóm nam và nữ chúng ta hay gặp, nó là ung thư đại trực tràng, tức là ung thư của phần phần ruột già. Phần ruột già là cái phần sau khi kết thúc dạ dày tá tràng ruột non, thì còn lại là bao gồm ruột già là sẽ có ba phần, chút xíu trên hình này sẽ chỉ, và cái phần cuối của ruột già là trực tràng rồi mới đến hậu môn.
Thì đa phần cái yếu tố nguy cơ chính của nhóm bệnh này nó lại là yếu tố về cái lối sống, mà lại là yếu tố chúng ta chủ động thay đổi được, như là thuốc lá, rượu bia, béo phì, chế độ ít vận động, chế độ dinh dưỡng mà chúng ta ăn rất nhiều chất đạm, không có chất xơ, không có chất rau, chúng ta không có bổ sung lượng nước đầy đủ, chúng ta thường xuyên bị táo bón. Đó là táo bón là một trong những yếu tố nguy cơ của bệnh thư đại trực tràng nha. Mọi người mình lưu ý, nhiều khi mình nghĩ không phải đâu, do công việc gần đây căng thẳng, sếp giao nhiều, tập gác quá chạy không kịp, chắc là do mình táo bón. Rồi cái táo bón thì một khi đã bị nó rất dễ bị tái đi tái lại. Sau đó mới tới cái nhóm là những yếu tố về thay đổi tại chỗ của ruột, chẳng hạn như là mình vẫn nghe cái bệnh gọi là polyp đại tràng, mà không biết polyp là cái gì. Polyp thật ra nó là, nó đơn giản dễ hiểu, nó là một cái cục thịt dư của cái phần ruột, nó cũng là cấu tạo giống như ruột, nhưng mà thay vì nó nằm mỏng trên cái nền ruột, nó sẽ thành cái cục dư ra. À, và nó cứ nằm ở trong ruột vậy, thì khi nó nằm trong ruột vậy, bản thân ruột già là cái nơi mà phân đã được hình thành rồi. Sau khi ở ruột nó ở bao tử co bóp thức ăn, nghiền nát thức ăn xuống ruột non, ruột non hấp thu lại chất dinh dưỡng, thì cái phần để được tạo thành phân đã bắt đầu xuất hiện ở ruột già, đó là những cái phần không có sạch. Thì những cái đó nó tiếp xúc với bề mặt của những cái polyp này, hoặc bản thân mình bị táo bón, thì những cái phân lúc đó nó cứng lại, nó làm trầy xước bề mặt, cái niêm phần mặt trong hay còn gọi là niêm mạc của đại tràng, thì nó cứ trầy xước, mà cái quá trình trầy xước tái đi tái lại, cái đường ruột nó không sửa chữa được. Ban đầu là viêm bình thường mà mình cứ để viêm hoài viêm hoài viêm hoài, nó thành sẹo, được trên cái nền sẹo nó thành những cái tế bào bất thường, thì nó sẽ là ung thư của đường ruột sau này. Một cái khái niệm mà khi chúng ta ngày nay cái khái niệm về điều trị ung thư nó được thay đổi, là hồi xưa mình nói ung thư mà di căn vô xương hoặc di căn vô phổi, hoặc di căn ra rồi là coi như là hết trị, bác sĩ trả về nhà không có nhận nữa. Thì khoảng chừng 30 năm, ở Việt Nam mình là khoảng 20 năm, nhưng trên thế giới khoảng 50 60 năm, người ta đã thay đổi về cái khái niệm đó. Ung thư, bệnh ung thư có thể được chữa trị ở tất cả các giai đoạn của bệnh, nhưng ở mỗi giai đoạn thì cái mục đích của mình sẽ khác. Là những giai đoạn sớm thì chúng ta đặt ra mục đích là chữa khỏi bệnh, chữa khỏi hẳn và theo dõi. Giai đoạn, những giai đoạn giữa thì chúng ta sẽ kiểm soát các triệu chứng do bệnh gây ra, cái mục đích chữa khỏi nó nhỏ hơn chút xíu. Hoặc những giai đoạn cuối của bệnh thì mục đích chúng ta điều trị là giảm nhẹ những cái dấu hiệu bệnh gây ra, là làm cho bệnh nhân đau đớn hoặc là do bệnh nhân lơ mơ vân 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 vân. Toàn bộ ba cái mục tiêu điều trị này nó có thể được lồng ghép, tức là có thể được tách riêng trong ngay từ thời điểm mình chẩn đoán bệnh, hoặc nó có thể được lồng ghép trong suốt quá trình mình điều trị bệnh cho bệnh nhân. Chẳng hạn như một người bệnh ung thư vú, mình nói à bệnh của chị u tại chỗ, trên chụp phim không có thấy hạch, sau khi mổ ra cũng không thấy hạch, thì ok, mục đích mình đặt ra là chữa khỏi, nhưng trong quá trình chữa đó, sau khi mổ chị cần phải hóa trị, chị cần phải xạ trị, những cái đó nó có thể gây đau, gây viêm, gây sưng, thì lúc đó mình phải giảm nhẹ những triệu chứng đó cho bệnh nhân. Thì nhìn chung tổng quát cái mình phải đảm bảo trong suốt quá trình điều trị này gọi là chất lượng sống. Chất lượng sống ở đây không phải là cái chuyện người bệnh phải sống được, hít thở được, ăn uống được, nó còn bao gồm cả yếu tố tâm lý, yếu tố xã hội và yếu tố gia đình cho người bệnh. Bởi vì cái định nghĩa gần đây nhất, thật ra là vào năm 1986 của Tổ chức Y tế Thế giới, là người ta gọi là chất lượng sống nó không đơn thuần là người bệnh nó sống, mà còn phải là người bệnh đó không bị ảnh hưởng gì về mặt thể chất tâm thần, cũng như là cái gọi là cái suy nghĩ và cái lối sống tinh thần của người bệnh đó. Có những trường hợp mà chúng ta nghe, không biết mọi người có nghe không, cách đây khoảng 10 năm, 15 năm thì trên thế giới có một nước mà đưa ra một cái đạo luật về y khoa, là lúc đó sẽ có hai làn sóng rất rõ, là một làn sóng ủng hộ, một làn sóng phản đối. Đó là cái chết nhẹ nhàng, là người bệnh ung thư ở những giai đoạn mà chúng ta xác định là ta không thể điều trị nữa, tất cả những biện pháp giảm nhẹ giảm đau đều không có hiệu quả, thì người bệnh có quyền chọn một cái chết nhẹ nhàng. Cái chết nhẹ nhàng này không có nghĩa là chúng ta vô chúng ta rút cái ống thở ra cho bệnh nhân ngưng thở, hoặc là chúng ta không truyền dịch nữa, hoặc là chúng ta đè vô mũi gì để bệnh nhân ngưng thở. Đơn giản chỉ là trong quá trình đó chúng ta vẫn sử dụng những cái thuốc an thần, thậm chí là những thuốc giảm đau, thậm chí là morphine, chúng ta truyền rất ở liều rất thấp để đưa toàn bộ những hoạt động yếu ớt còn lại của cơ thể ngưng lại hết, chỉ giữ duy trì cho cái phần phổi nó thở và duy trì cái phần não. Từ từ bệnh nhân sẽ ngủ mê 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 mê, và từ từ các bộ phận đó sẽ cũng bị ức chế, là người bệnh đi vào một cái giấc ngủ mà chúng ta gọi là ngủ rồi từ từ mất. Trong quá trình đó có những cái
Nếu như bệnh nhân đang 60-70 tuổi thì cái sức khỏe cơ bản của họ kém, thành ra họ sẽ cái quá trình nó sẽ diễn tiến nhanh hơn, có thể là 1 tuần hoặc là 10 ngày. Nhưng cho những bệnh nhân như độ tuổi là 30-40 thì cái sức khỏe nền tảng của họ vẫn tốt, thì quá trình đó nó có thể là dài hơn. Thành ra sau này những cái sử dụng thuốc đó là khi mình vẫn chọn cái cách là mình cho bệnh nhân sử dụng tại nhà để cho bệnh nhân được gần với gia đình trong cái khoảng thời gian còn lại. Như nãy giờ Huy trình bày thì các mọi người cần nhớ giúp Huy á, là cái hầu như 30-50% trường hợp tất cả các loại ung thư nó có thể ngăn ngừa được. Để bằng cách nào? Đơn giản là mọi người hiểu cái ung thư đó là cái gì, những yếu tố nguy cơ là gì, và chúng ta có một cái biện pháp gọi là sàng lọc hoặc là gọi là tầm soát để phát hiện sớm những cái tổn thương bất thường có khả năng diễn thành biểu biến thành ung thư. Chẳng hạn như đối với ung thư vú đi ha, thì cái chương trình tầm soát ung thư vú mà hiện nay tại Việt Nam đã áp dụng theo cái tiêu chuẩn của Hội Ung thư Mỹ và Tổ chức Y tế Thế giới, đã áp dụng cho tất cả những người nữ, kể cả bạn có yếu tố nguy cơ hay không có yếu tố nguy cơ. Ba cách rất là đơn giản: khám vú, siêu âm vú và chụp nhũ ảnh. Khám vú thì mình đều biết là gì rồi, mình gặp bác sĩ, mình kê khai cho gia đình mình có vấn đề gì hay không, mình có tự khám thấy bất thường gì vú hay không. Và cái khám vú này chút xíu nữa thì sẽ giới thiệu cho mình cái clip cho các bạn tự khám vú tại nhà. Vì không có thể nào mà tháng này rồi thấy cục u bên đây chứ đi khám bác sĩ, nó không sao, cái này thay đổi do cái kỳ kinh của mình. Mới vậy đi khám xong tháng sau lại rồi thấy bên đây có, mình không thể nào mỗi tháng mình gặp bác sĩ. Bản thân bạn chưa có bị ung thư mà bạn sẽ bị trầm cảm, hoặc bạn sẽ bị căng thẳng, hoặc bạn bị tai nạn giao thông khi bạn đang lái xe, hoặc là những tai nạn tại nhà khi bạn đang nấu cơm, cứ suy nghĩ về chuyện đó thôi. Cái siêu âm vú thì mình cũng đều biết là mình sẽ dùng cái sóng siêu âm và đầu dò để mình kiểm tra trên cái bạn vú. Riêng cái nhũ ảnh nó là một cái máy để giúp chúng ta chụp X quang của tuyến vú. Cái mô vú sẽ được ép toàn bộ trong cái hai cái khung nhựa này ha, ở trên cái đầu phía trên là cái đầu dò X quang, nó sẽ chụp hết hình ảnh tuyến vú. Do nó là X quang cho nên nó không được áp dụng và không được chỉ định cho tất cả phụ nữ, nó chỉ được chỉ định cho phụ nữ trên 40. Bởi vì người ta ghi nhận rằng sau 40 nghĩa là sao, bắt đầu chúng ta đã có giai đoạn sinh hoạt tình dục, chúng ta có sử dụng những yếu tố, chúng ta tiếp xúc với các yếu tố nguy cơ, thì muốn phát hiện tầm soát sớm, chứ mình không đợi tới 50 mới đi làm chương trình tầm soát nào. Bởi vì 50 bắt đầu là đã nó có những cái thay đổi bất thường từ khoảng 40 đến 50 rồi. Thường nếu như bạn đi khám, khi bạn tức là bạn dưới 40 tuổi bạn đi khám và siêu âm không thấy có gì bất thường thì chúng ta sẽ ngừng lại ở đó. Các bạn sẽ có một cái lịch ví dụ như 6 tháng hoặc 1 năm tùy cái kết quả siêu âm và khám nếu mà. Thì nếu chúng ta thấy có gì nghi ngờ thì đó chúng ta mới được chỉ định hoặc là chụp nhũ ảnh hoặc là chụp MRI vú. Còn nếu các bạn dưới 40, như này nó thẳng luôn, mà bạn đi phòng khám một cái vài phòng khám họ vẫn nói chụp nhũ ảnh, cái gói tầm soát vú là khám siêu âm và chụp nhũ ảnh, thì bạn cân nhắc lại nha, đặt dấu hỏi ở chỗ đó. Bởi vì cái nhũ ảnh lúc đó nó mang tính thương mại nhiều hơn, mang tính kinh doanh nhiều hơn là mang tính tầm soát. Cái phần này khi mà nói đến các triệu chứng và dấu hiệu ung thư vú, nó có một cái như vậy: hầu như tất cả các ung thư trong giai đoạn nó chưa xâm lấn ra những cái mô mạch máu thần kinh xung quanh đều không gây đau. Cho nên những đau cái đó là cũng may, tức là khi mình có những tổn thương dạng u ở vú hoặc trên da mình sờ mình thấy đau thì đa phần nó không phải là ung thư. Đa phần nó không phải là ung thư chứ không phải nó tuyệt đối. Thành ra những cái dấu hiệu này khi giới thiệu, chẳng hạn như là mình thấy vú nó có một cái bú lồi lên, hoặc da nó bị lõm vào, cái là bề mặt da nó biến dạng, hoặc màu sắc trên da vú thay đổi, hoặc những thay đổi hình dạng núm vú, hoặc là chảy dịch từ núm vú. Chảy dịch này bạn vẫn có thể gặp trong những trường hợp mà bị viêm núm vú, là dịch bình thường, nhưng nếu những dịch nó đặc, nó vàng, có mủ hoặc là máu, hoặc nó chảy dịch thậm chí có một số thai phụ là sữa non hoặc quá trong quá trình mang thai, thậm chí có một số bạn là trong quá trình mà gần ngày hành kinh cứ hay cứ là cảm thấy cái vú mình căng căng, cái đè nó vẫn đang chút dịch, thì cái đó vẫn gọi là sinh lý nếu cái lượng dịch nó xuất hiện vào những thời điểm bất thường. Và đa phần những dấu hiệu này là nó đều là dấu hiệu của một cái giai đoạn mình đã có cái u, khối u đã được hình thành rồi. Cho nên khi không nhấn mạnh vào chuyện này bởi vì nó không phải là cái dấu hiệu mình muốn để mình tầm soát sớm. Đây là cái hình ảnh khi mình chụp nhũ ảnh á, thì nó sẽ ra hình ảnh như vậy. Đây là cổ vú bên phải và đây là cổ vú bên trái, đây là cái phần mô vú chúng ta. Thì bạn sẽ thấy được là bản thân mô vú được cấu tạo bởi mô mỡ và mô sợi. Tùy theo độ tuổi là cái tỷ lệ mỡ nhiều hơn hoặc tỷ lệ sợi nhiều hơn.
Trên phim X-quang chúng ta sẽ thấy được rõ những cái thay đổi, chẳng hạn như nó là giãn những cái sợi tuyến vú này là bình thường. Và nếu như chúng ta thấy có những tổn thương như vậy hoặc là nó gọi là vi vô hóa, là calcification, nghĩa là nó là một trong những gợi ý là cái tổn thương này lúc đó nếu nó có bất thường ác tính hay không, hay là nó có nguy cơ nó thay đổi về ác tính sao. Đây sẽ là cái clip chỉ cách tự khám vú. Bạn có biết ung thư vú có thể được kiểm soát tốt? Tỷ lệ bệnh nhân sống sau 5 năm kể từ khi được xác nhận mắc ung thư vú lên đến hơn 90% nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng cách. Tuy nhiên, tỷ lệ bệnh nhân đã có bệnh ở giai đoạn tiến xa lúc được chẩn đoán vẫn còn rất cao, ảnh hưởng xấu đến hiệu quả điều trị ung thư vú nói chung. Tự khám vú tại nhà là một bước quan trọng góp phần phát hiện sớm ung thư vú thông qua việc ghi nhận sớm những bất thường chưa rõ nguyên nhân xuất hiện ở vú. Hãy thực hiện 5 bước đơn giản của quy trình tự khám vú để bảo vệ sức khỏe của chính mình. Bước 1, bạn hãy cởi áo ra, ngồi thẳng lưng hoặc đứng trước gương ở tư thế xuôi hai tay và quan sát tuyến vú hai bên, tìm xem có những dấu hiệu bất thường như thay đổi kích thước, hình dạng và sự đối xứng của hai vú, da vú dúm gió, lõm xuống. Bước 2, hai cánh tay dang rộng, bàn tay để sau đầu, tìm các dấu hiệu bất thường của ngực như bước 1. Bước 3, nằm ngửa trên giường, đặt khăn gấp hay gối mỏng sau vai trái, đưa tay trái ra sau gáy, dùng tay phải khám ngực trái, dùng ba ngón tay xòe thẳng, vừa ấn nhẹ lên bầu vú, vừa dây tròn tìm kiếm khối u hoặc mảng dày bất thường, bắt đầu từ trong quần vú, di chuyển lần ra ngoài theo đường xoắn ốc. Bước 4, di chuyển dần lên vùng nách, tới hõm nách xem có u hạch hay không. Bước 5, dùng ngón tay cái và ngón trỏ nắn nhẹ đầu vú xem có dịch chảy ra hay không. Khám tương tự đối với ngực bên phải. Không ai hiểu cơ thể bạn bằng chính bạn. Hãy tiến hành tự khám vú tại nhà hàng tháng và đến khám tầm soát tại các bệnh viện để được chẩn đoán chính xác nhất. Chỗ này tôi xin bổ sung thêm vài thông tin ha. Các bạn nhớ dùng nghi, các bạn tự làm đi. Bây giờ các bạn lấy cái tay, một cái tay phải tự làm, một tay bên trái mình ha. Bạn nam cũng vậy, thì vẫn có thể khám được. Có rất nhiều khách hàng hoặc bệnh nhân đến là tại vì do người tình, người yêu của em phát hiện ra trên vú của em có một cái u nên em đi khám. Đó là sự thật mà. Bạn trai của em phát hiện ra cái u. Bây giờ thời điểm này đâu có ngại chuyện đó. Các bạn không khám bằng cái phần đầu ngón tay nha. Bây giờ thường cái đầu ngón tay các bạn rờ đến đâu, các bạn đau, cái dù bạn rờ lên tay trái thì các bạn sẽ đau ở đó. Bạn cảm thấy chỗ này nó cũng có u cục hết, chỉ kể mô vú là mô rất nhiều thần kinh. Các bạn khám như bằng cái phần thịt của cái phần đầu tiên của ngón tay mà chứ không bằng cái phần móng tay, phần thịt này nè nha. Và khám là không có đè mạnh, chúng ta đè, tức là đi theo nhẹ nhàng và theo một cái trình tự luôn luôn. Ví dụ các bạn khám từ ngoài vào trong ha, thì sau đó mới đến từ trong ra ngoài. Tương tự cho vú đối bên. Thứ hai đó, chúng ta chọn một thời điểm cố định mỗi tháng để khám. Thường nữ thì cái khái niệm trong bình thường của mình cứ nghĩ tính chu kỳ kinh nguyệt là mình tính từ cái ngày mình hết kinh. Không phải, mình tính từ ngày đầu tiên mình có kinh. Thì thường cái chu kỳ nó khoảng từ cái ngày đầu đó mình đếm là ngày thứ nhất. Thì có bạn chu kỳ là 28 ngày, có bạn chu kỳ 32 ngày, thậm chí có người phải 35, 36 ngày mới có kinh lại. Thì các bạn khám dùm nghi ngày đầu tiên có kinh là ngày thứ nhất, các bạn khám vào ngày thứ 7 cho đến ngày thứ 10 của chu kỳ kinh. Bởi vì sau đó cái khoảng ngày 14 đến ngày 16 là cái ngày bắt đầu rụng trứng. Khi rụng trứng, nội tiết sẽ tăng lên, mô vú của mình nó sẽ hơi căng và nó hơi tức trong những ngày đó. Sau cái quá trình rụng trứng đó, cái trứng nó được, tức là ngày 14 mình đó đơn giản là 14, 16 là trứng chính. Nếu như mình có thụ thai thì cái trứng nó sẽ gặp tinh trùng và thành bào thai. Nếu chúng ta không có thụ thai được thì cái trứng nó sẽ, nó giống như nó rụng đi, nó tự tự nó rụng. Và khi nó rụng thì cái quá thời gian nửa sau để rụng trứng, tức là trứng nó không được thụ thai rồi, nó giống như nó sẽ teo lại và tự nó hủy đi. Thì quá trình đó có thể thay đổi, chứ còn quá trình từ lúc hành kinh cho tới ngày rụng trứng luôn luôn sẽ cố định từ 14 16 ngày. Còn cái quá trình mà trứng nó không được thụ thai và nó sẽ tự hủy thì có thể là từ 14 cho đến thậm chí là 20 ngày. Lý giải tại sao cái kỳ kinh mỗi người nữ sẽ khác nhau. Thì bản thân đến ngày bạn gần có kinh thì mô vú sẽ thở căng tức, và trong suốt những ngày hành kinh mô vú sẽ phải căng tức. Đơn giản là những ngày đó các bạn khám nó không chính xác, bởi vì bản thân nó đã đau do thay đổi nội tiết rồi. Rồi, đối với tầm soát ung thư cổ tử cung thì cái phần như nãy như nói đó, cái cổ tử cung của chúng ta là cái phần này nè, đó là phần đầu tiên bên ngoài của tử cung tiếp xúc
với môi trường, đây là cái âm đạo hay là thành âm đạo. Để chúng ta quan hệ tình dục thì bộ phận sinh dục sẽ tiếp xúc trực tiếp với mặt âm đạo này, là phần đầu tiên này của cổ tử cung. Cho nên cái chương trình tầm soát ung thư cổ tử cung mà trên thế giới áp dụng là chúng ta sẽ đi khám, bác sĩ sẽ đặt cái mỏ vịt, đưa một cái que vào trong và phết xoay xung quanh cái phần của cổ tử cung. Đây là chúng ta phóng to hơn cái phần cổ tử cung, đến đây như này là đoạn này, là đoạn đầu của tử cung. Chúng ta phết ra, chúng ta lấy tế bào, chúng ta đọc xem là những tế bào đó nó có bị viêm nhiễm tại chỗ hay là thay đổi gì hay không. Thành ra khi chúng ta bắt đầu, người ta khuyên là khi bắt đầu có quan hệ tình dục thì chúng ta sau đó mỗi, tức là chúng ta nên đi khám phụ khoa để được khám kiểm tra. Tại vì cái phần này nó nằm ở trong, nó là phần đầu tiên của tử cung tiếp xúc âm đạo, lại nằm trong một cái ống kính. Đôi khi nó viêm chúng ta không biết, nó viêm mà mình không sẽ không thấy đau gì đâu. Thậm chí là đôi khi nó ra những cái dịch huyết trắng, nó hơi vàng hơn bình thường, nó sậm hơn. Chúng ta cũng không có thấy triệu chứng gì hết. Đối với ung thư phổi thì chúng ta hiện giờ có một cái biện pháp chúng ta có thể dùng để tầm soát ung thư phổi. Thì chúng ta sẽ được chụp một cái CT ngực liều thấp. Liều thấp ở đây nghĩa là cái liều này nó có thể phát hiện sớm những tổn thương trên 8 cho đến 8 mm đến 10 mm, và cái liều nó không gây hại. Bởi vì CT nó cũng là một biện pháp giống như chụp X-quang. Nhưng cái mình sợ nhất là bác sĩ ơi cứ chụp như vậy hoài mình có gì ngại, có nguy hiểm gì không, thì bản thân cái liều thấp này nó sẽ giúp mình phát hiện sớm những tổn thương bất thường. Như mình thấy ở đây nó có những tổn thương rất nhỏ, cái hình mình ra mình phóng to là mình mới thấy vậy, chứ thật ra nó chỉ có khoảng 6 mm thôi. Rồi hoặc như tổn thương ở đây ha, thì khi chúng ta thấy vậy có thể chúng ta sẽ có một sự theo dõi. Thì mình thấy vậy thì còn những cái này không phải nha, những cái chấm chấm trắng trắng này nó là những cái phần chúng ta gọi là phế khí quản, phế quản trong phổi để đưa oxy từ ngoài vào trong phổi. Hoặc là những người có yếu tố nguy cơ nhiều như nói đó, hút thuốc lá do cái công việc của họ, hoặc là có cái gia đình, trong gia đình tất cả mọi người hút thuốc lá. Ngoài cái CT chúng ta sẽ có một cách là chúng ta dùng soi soi phế quản. Phế quản nghĩa là cái đường từ mũi chúng ta đi vào đi ha, thì chúng ta đoạn này cho đến cổ chúng ta cũng gọi là khí quản, nhưng mà sau đó xuống từ vùng cổ trở xuống vùng ngực gọi là phế quản, là cái đường để đưa oxy từ từ mũi vào hai phổi, nó được chia làm hai bên. Thì chúng ta sẽ soi, đặt những cái ống soi vào, ống soi để được nối với màn hình để chúng ta khảo sát trên cái đường đi này nó có gì bất thường hay không. Còn để khảo sát hai cái phổi này chúng ta sẽ dùng cái CT. Về tiền liệt tuyến, để tầm soát tiền liệt tuyến thì có cách thứ nhất là chúng ta thử một cái chất gọi là PSA, hay còn gọi là Prostate Specific Antigen. Thì ta thấy là cái chất này nó sẽ tăng trong một số trường hợp, chẳng hạn như viêm tiền liệt tuyến, và thường tăng trong ung thư tiền liệt tuyến. Thì nếu mà tăng trong viêm tiền liệt tuyến, bác sĩ sẽ hỏi mình là gần đây bác sĩ tiểu có vấn đề gì không, một ngày lượng nước uống là bao nhiêu, có thay đổi, có đi du lịch, có đi máy bay. Tại vì nó có thể viêm đường tiểu mà không có đau rát, không có gì hết. Thì nếu chỉ số đã tăng không quá nhiều thì có thể mình sẽ hẹn là 6 tuần hoặc là 8 tuần sau mình thử lại nó có giảm. Và nếu còn nếu nó tăng một cái tỷ lệ mình thấy nó hơi nghi ngờ thì chúng ta có thể sau đó là bệnh nhân được khám tiền liệt tuyến bằng tay thông qua ngã trực tràng. Chúng ta kết hợp thêm với lại chụp MRI, tức là chụp cộng hưởng từ hoặc là siêu âm tiền liệt tuyến. Nếu có những yếu tố, các yếu tố nguy cơ nghi ngờ thì chúng ta sẽ xin thiết cái phần tiền liệt tuyến. Đây là cái hình ảnh mình chỉ với các bạn thì dễ hơn. Cái hình này là mình cắt ở cái vùng chậu của người nam, mình cắt ngang cơ thể mình đứng từ một bên mình nhìn vô. Đây là cái tinh hoàn ha. Ở trước đây là dương vật, thì các bạn thấy đây là cái đường, đây là cái bọng táo của mình. Thì tiền liệt tuyến là cái phần, thật ra nó nhỏ như cái trái mận Việt Nam mình thôi. Nó bọc xung quanh cái đường tiểu đoạn từ bọng táo ra tới đoạn đầu của niệu đạo. Đây là phần đường tiểu đi thông ra ngoài qua dương vật. Thì cái phần mô này các bạn, đây là tiền liệt tuyến. Cho nên những người, có những người họ lớn tuổi thì trong cái quá trình bản thân cái tuổi già nó cũng làm cho cái phần mô tiền liệt tuyến này nó sơ hóa nhiều hơn. Nó sơ hóa, nếu mà nó sơ hóa cái phần trong này, đây là như cái hình đây, nó có một cái tổ chức sơ hóa bất thường, mình cũng chưa biết đó là ác tính hay lành tính. Nhưng nếu mình gọi là tiền tuyến phì đại, không phải là nó lớn đi cái phần ngoài, nếu nó lớn phần ngoài này thì hầu như bệnh nhân nó không có triệu chứng. Nhưng nếu nó lớn cái phần trong, nó làm cho hẹp cái đường để nước tiểu đi từ bụng đá xuống đây, thì bệnh nhân có thể sẽ có những cái vấn đề về đi tiểu. Thì nếu nó, người ta cũng không có yếu tố nào để người ta xác định là nguy cơ mình bị hẹp ở phần trong hay gì là lớn ở phần ngoài. Cho nên có những người bệnh
mà do cái dấu hiệu này có triệu chứng họ mới đi khám. Nhưng có những người nó lớn phần ngoài thì người ta không có đi khám gì hết. Nên tại sao mình vẫn đưa ra cái chương trình khuyến cáo tầm soát? Đây là nếu mình thấy có những nghi ngờ thì là bệnh nhân sẽ được nằm ngửa, người bác sĩ khám sẽ đeo găng và dùng ngón trỏ hoặc là ngón giữa tùy cái phần mở bụng của bệnh nhân nó nhiều hay không, kết hợp với một tay ở trên bụng để bệnh nhân sẽ được nằm ngửa, sau đó nằm nghiêng, chúng ta đè cái bụng đái xuống để chúng ta thăm, tức là khám được, nhưng chúng ta chỉ khám được cái phần trước, phần dưới và phần ngoài của tiền liệt tuyến này mà thôi. Tại sao đó là chúng ta phải kết hợp thêm với lại siêu âm hoặc là MRI nếu chúng ta thấy có những cái thông số nghi ngờ trên cái chỉ số PSA hoặc là siêu âm. Thì sau đó nếu thấy có tổn thương nghi ngờ thì dưới siêu âm chúng ta sẽ dùng cái dụng cụ hay còn gọi là cái súng sinh tiết, là cái súng là cái đầu mình cầm ở ngoài này, nó gấp đôi cái cây viết kia đang cầm, cái phần đưa vào nó như một cái ống chích và cái đầu kia đưa ra nó như cái đầu ruột bít 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 của mình thôi. Mình sẽ đưa vào, mình gây tê tại chỗ dưới hướng dẫn siêu âm và mình bấm, mình đưa vào đây ha và mình bấm thì nó sẽ lấy được cái phần mô này để mình thử và nó là cái gì. Về phần ung thư đại trực tràng, ở đây là cấu tạo của đại trực tràng, nghĩa là phần ruột già và đoạn cuối cùng của hộp ống tiêu hóa. Cái phần ruột non là chúng ta phía trên là từ miệng đi xuống tới cái phần ngực là thực quản, sau đó tới dạ dày rồi tới tá tràng. Thì đại trực tràng là phần ruột già, nó bao gồm đại tràng bên phải, đại tràng ngang và đại tràng bên trái. Hết cái phần đại tràng này, đoạn này gọi là đại tràng sigma, bởi vì nó cấu tạo giống như cái chữ sigma. Phần này cái phần ống lớn này nè là phần trực tràng nha, và tới phần ra ngoài là cái phần hậu môn của mình. Thì thường đối với tầm soát thư đại trực tràng á thì người ta khuyến cáo bất kể mình có yếu tố nguy cơ hay không, sau 40 cho đến 45 tuổi chúng ta nên đi nội soi đại trực tràng một lần để kiểm tra. Còn nếu các bạn có yếu tố nguy cơ, chẳng hạn như trong gia đình mình biết là có tiền căn có bị polyp đại tràng, hay là mình có một người thân, người nhà trong quả hệ bao gồm nội ngoại có ung thư đại trực tràng ở độ tuổi dưới 40, thì những thành viên còn lại trong gia đình nên đi siêu âm nội soi đại trực tràng ít nhất là 5 năm, tốt nhất là 10 năm sớm hơn độ tuổi cái người phát hiện ra. Và đặc biệt nếu cái người phát hiện ung thư đó khi phát hiện ra khối u, một cái khối u ung thư nào đó là đại tràng, chúng ta ghi nhận là họ có tình trạng có polyp, có nhiều polyp, nhiều có nghĩa là trên 2. Có rất nhiều người có polyp là đầy hết, nhưng mà bình định nghĩa nhiều tức là thấy 2-3 cái polyp trong cái phần đoạn ruột còn lại. Thì chúng ta nên đi, trong gia đình chúng ta nên đi soi để kiểm tra. Chứ những thông tin này khi các bạn đi khám bác sĩ tiêu hóa hoặc là bác sĩ ung bướu, ung thư thì nghi ngờ khám bệnh thì nếu mình thấy bệnh nhân như vậy, thường sẽ giải thích để cho người nhà của người bệnh nhân đó đi soi kiểm tra. Còn bản thân người bác sĩ tiêu hóa là bác sĩ thực hiện nội soi, người ta cũng sẽ đạt giải thích với người nhà thông tin đó. Là khi mình soi tức là mình dùng cái ống mềm để mình đưa vào từ cái hậu môn, mình đưa vào đây là cái ống, cái đen đen cái ống mình đưa vào, mình đi hết những cái đoạn ruột. Cái ống này là ống mềm và nó flexible, tức là mình có thể gập góc được, do ruột của mình nó gập góc mà mình gập góc và mình khảo sát hết toàn bộ những phần trong của đoạn ruột, toàn bộ đoạn ruột già cho tới cái đầu này của chúng ta là cái ruột thừa, phần bên phải dư ra chúng ta gọi là ruột thừa. Thì khi chúng ta soi chúng ta có thể thấy được những bất thường chẳng hạn như polyp ha, hoặc là những biến đổi ác tính ung thư hay là túi thừa. Polyp là cái phần thịt nó nằm dư và nó vô vào trong lòng của ruột. Túi thừa là những cái phần mà nó dư và nó tạo thành những cái túi ở bên ngoài của thành ruột. Hoặc là chúng ta bị loét, viêm loét, hoặc là những cái dính và dính cho trước đó chúng ta có một cuộc mổ gì đó, hoặc là những dày dính bẩm sinh. Cái clip này chắc chút xíu nữa thì sẽ chiếu cho mình coi sau nếu ta có thời gian. Nhưng nói nhanh về cái điều trị thôi. Điều trị về mặt ung thư hiện giờ, hồi trước đó chúng ta không có cái nửa bên phải này. Điều trị ung thư cách đây 30 năm là chỉ có mổ hóa trị, là truyền hóa chất và xạ trị. Xạ trị hay còn gọi là chiếu tia, chạy tia vân vân. Nhưng mà cái chiếu tia hiện nay nó sử dụng cái máy mới hơn thì nó không có nguồn phóng xạ nữa. Cho nên rất nhiều bệnh nhân, ngoại trừ bệnh nhân tuyến giáp nha, bệnh nhân tuyến giáp thì không gọi là xạ trị mà gọi là uống đồng vị iốt 131. Thì khi họ sử dụng cái đó về nhà thì họ sẽ được dặn là cách ly với người thân, không ăn chung uống chung, sử dụng cái toilet riêng trong mấy ngày đó. Còn cái xạ trị trong ung thư thì không có. Đến với những cái máy gọi là gia tốc ứng tính hiện nay mình đang sử dụng tại Hồ Chí Minh thì nó không có cái cách ly đó nữa. Thì sau này là mình phát hiện thêm những biện pháp mới, chẳng hạn như liệu pháp hormone.
Tức là trong những cái bệnh ung thư mà nó có ảnh hưởng với nội tiết tố thì sau quá trình điều trị bằng cách ba biện pháp này, ta sử dụng thêm biện pháp nội tiết tố để nó khống chế bệnh và nó giữ duy trì cái hiệu quả điều trị. Hoặc là liệu pháp miễn dịch. Liệu pháp miễn dịch là một liệu pháp mới được sử dụng khoảng 5 năm gần đây và cũng chỉ mới sử dụng trên một vài bệnh ung thư, chẳng hạn như ung thư về tế bào máu, ung thư về thận, ung thư về da. Nhưng trong những ung thư khác thì vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu, vẫn có những cái thuốc đã được sử dụng trên bệnh nhân rồi nhưng chưa có chứng tỏ rõ được là về mặt lợi là bao nhiêu, hiệu quả về kinh tế y tế là bao nhiêu, nên sử dụng trong thời gian bao lâu. Ngoài ra cái biện pháp ghép tế bào gốc hay là ghép tế bào tủy xương thì hiện nay chỉ được sử dụng trong ung thư máu hoặc là một số ung thư về cái cấu tạo của tế bào cơ tim. Cái xạ trị tức là bệnh nhân sẽ được nằm dưới một cái máy giống như là cái máy CT, nhưng cái đầu máy nó lớn hơn, là bởi vì nó được cấu tạo bởi những cái mảng kim loại, và khi chúng ta bật nguồn máy thì những cái tia electron hoặc là photon nó sẽ đập vào những mảng kim loại đó, nó tạo thành tia để nó chiếu định hình vào cái vùng khối u, chứ hoàn toàn không có nguồn phóng xạ. Khi bệnh nhân ngưng xạ, tức là xạ xong máy tắt, bước ra khỏi phòng xạ, không đem theo một cái nguồn phóng xạ gì ra ngoài hết. Dạ, rồi ok, để những người chứ. Hóa trị là mình sẽ dùng những thuốc hóa chất để mà mình làm cho những cái tế bào, những cái quá trình phân chia của tế bào nó sẽ bị hư, và những cái tế bào hư nó không còn khả năng phân chia nữa hoặc nó sẽ chết đi. Thì tùy vào cấu tạo của thuốc hóa trị mà nó sẽ tác động vào những tế bào. Hồi xưa mình học sinh á, là quá trình phát triển tế bào cũng có mấy giai đoạn, mấy pha đó, pha G, mấy bạn không học sinh nhé, cái gì đó, pha S1, S2, pha M, pha G, vân vân. Thì mỗi loại thuốc hóa trị nó sẽ có tác động vào những cái pha viên của quá trình sinh sản tế bào ung thư. Và đơn giản lắm, mình muốn là tế bào ung thư nó phải chết, hoặc là nó tự chết, hoặc là nó không sinh được, nó giống như nó vô sinh, nó không sinh được tế bào khác nữa, hoặc là nó sẽ được ngăn lại, nó không đi theo mạch máu hoặc mạch huyết đến những nơi khác trong cơ thể. Có những trường hợp ha, thì mục đích của mình làm sao cho khối u đó nó nhỏ lại, thậm chí là nó biến mất hoàn toàn. Tùy vào cái giai đoạn bệnh mà chúng ta sẽ quyết định là hóa trị trước hay là xạ trị trước. Chẳng hạn như đối với những bệnh ung thư vú thì họ có một cái u, chúng ta quyết định là chúng ta mổ trước, và sau khi mổ cái kết quả toàn bộ khối u được gửi đi đặt thì chúng ta thấy là không có hợp như cái tế bào u này, cái dạng biến hóa, cái khả năng sinh sản của nó quá cao, thì khả năng tái phát tại chỗ nó sẽ cao. Thì người bệnh nếu mà mổ chỉ lấy u chứ không có lấy cắt toàn bộ tuyến vú thì họ sẽ được hóa trị đầu tiên. Bởi vì chúng ta muốn là chúng ta không muốn là cái nguy cơ cái tế bào ung thư, tại sao thêm một ác tính nữa là có những tế bào ung thư đã cho di căn theo đường mạch máu hoặc mạch huyết, mặc dù chúng ta hoàn toàn không thấy những tổn thương di căn. Những tổn thương di căn nếu nhỏ hơn 1 cm thì không có phương tiện chẩn đoán rảnh nào có thể phát hiện ra được. Thì cho những tế bào ung thư mà cái mức độ rối loạn của nó quá cao thì chúng ta vẫn có chỉ định hóa trị sau mổ để ngăn ngừa cái bệnh nó đi nơi khác. Rồi sau khi hóa trị xong, chúng ta sẽ xạ trị vào cái phần vú còn lại để ngăn ngừa tái phát tại chỗ. Nhưng có những cái bệnh mà chỉ định điều trị là không có vai trò của hóa trị, chúng ta chỉ có mổ mà thậm chí chúng ta chỉ có xạ trị. Nhưng có những cái bệnh mà chúng ta sẽ phải hóa trị trước rồi mới mổ, chẳng hạn như là ung thư phổi mà cái u nó quá lớn, ta không thể mổ được liền, hay là ung thư vú mà cái u nó quá lớn, nếu ta mổ nó sẽ dày dính, nó chảy máu nhiều, chúng ta hóa trị trước cho cái u nó gọn lại để chúng ta mới mổ. Cái chuyện quyết định là sử dụng biện pháp nào, sử dụng theo trật tự nào, không có một bài bản trên bất kỳ một nhóm bệnh nhân nào hết, nó sẽ tùy vào từng cá thể bệnh nhân, tùy vào từng giai đoạn bệnh. Và cái nhóm điều trị mới ngày nay chúng ta vẫn cứ hay nghe là thuốc mới, thuốc hiện đại hơn, tại vì các bác sĩ không có thời gian để giải thích, thậm chí là những cái giải thích rồi người bệnh họ cũng không có lờ mờ thì càng giải thích là càng rối. Nó sẽ thấy cái tên gọi là targeted therapy, tức là điều trị trúng đích. Bản thân những tế bào ung thư vốn dĩ nó đã bất thường rồi, cho nên khi nó sinh ra tế bào, nó sinh ra 100 tế bào thì 100 tế bào đó có thể hoàn toàn không giống nhau, phải được chia thành nhiều nhóm. Có những tế bào là biến đổi ở cái vỏ, nhưng có những tế bào là biến đổi ở cái nhân. Thì hóa trị hầu như không phân biệt được là sẽ tác động lên tế bào nào, và chưa kể hóa trị nó không phân biệt được tế bào này là tăng sinh lành tính hay là ác tính. Cho nên khi mình truyền thuốc hóa trị, bệnh nhân rụng tóc, bệnh nhân thiếu máu nhìn rất là sợ. Nhưng nếu các bạn để ý thì sau khi hóa trị một vài tháng tóc nó mọc lại là bởi vì vậy. Thì mình suy luận lại là hóa trị anh tác động đến những tế bào tăng sinh đang diệt nó, thì anh tác động đến tế bào tăng sinh ác tính là tế bào ung thư, và anh gây nguy hiểm tức là gây tác dụng phụ lên luôn tế bào tăng sinh lành tính là tóc, là máu.
sao điều trị quá trị phải cách nhau mấy tuần, phải truyền máu, phải đủ kiểu hết. Thì cái điều trị chốt đích này nó mới hơn, nó hiện đại hơn, là nó định nghĩa rằng nó sẽ tác dụng lên trên cái cơ chế bất thường nào của tế bào. Cơ chế bất thường chẳng hạn như tế bào đó nó bất thường ở nhân ADN, thì khi đó nó nhận dạng được là tế bào tóc không phải là tế bào bất thường ở nhân ADN, tế bào máu không có bất thường ở nhân ADN, thì nó sẽ không gây tác động lên nhóm tế bào này. Nên nhóm thuốc mới sau này mình thấy có nhiều bệnh nhân đó, tôi bị ung thư tôi mổ rồi bác sĩ đang quá trị cho tôi, mình thấy bệnh nhân không hề rụng tóc, không hề xanh xao gì hết, thì đa phần á là người bệnh đang được điều trị ở nhóm này, nhưng họ không có phân biệt được là quá trị và điều trị, mình là điều trị trúng đích. Cả cái trình cho tức là mình xác định rất rõ quần thể mình cần xác định là gì, tức là mình chia ra, như đây là nhóm tế bào này, mình sẽ chia ra mỗi cái nhóm một màu, tức là nó mang một đặc tính biến đổi, nó sẽ được tác động bởi một loại thuốc, và thuốc này chỉ tác động lên nó mà thôi. Khi thuốc này chỉ tác động lên nó, không tác động lên nhóm tế bào khác, thì tác dụng phụ sẽ được giảm đi rất nhiều. Và đặc biệt cái nhóm thuốc này giá tiền điều trị rất là cao, bởi vì nó có tính chọn lọc. Chế độ dinh dưỡng các bạn nhớ nó nhiều màu, nhưng chúng ta nhớ dùm đi ha. Thường thường chúng ta ăn á, cái công việc nhiều khi mình đi làm mình gấp lắm, mình ăn được mình ăn một chén cơm với nửa chén canh nè, và miếng rau à, chút thịt. Cái tỷ lệ đó nó là đúng trong cuộc sống của ông bà cha mẹ mình cách đây 50-60 năm, nhưng thời đại hiện nay là nó sai. Khi bạn đưa vào cơ thể một lượng tinh bột quá nhiều, thì cái tinh bột đó nó được tốt đó là cho bạn no liền và giải phóng năng lượng ngay tức thì. Nhưng sau đó cái phần năng lượng dư bạn không sử dụng, nó sẽ được chuyển hóa thành mỡ, gây những rối loạn về mỡ máu, hoặc là nó gây những cái thay đổi trong oxy hóa tử tế bào. Mình ăn quá nhiều chất đạm không tốt, mình nhớ dùm nghi. Thông thường cái biểu đồ này nè, cái lượng đạm và lượng tinh bột. Đạm tức là thịt, cá, trứng, sữa, phô mai ha. Cái lượng tinh bột tức là từ gạo, từ bánh mì, từ khoai tây, từ nuôi, từ cơm, từ bún vân vân. Nó thường thường là nó gần gần như nhau, nó có thể là 1:2 hoặc 1:1. Bổ sung dùm nghi lượng rau củ quả gần như gấp đôi cái số lượng của tinh bột và đạm. Bổ sung thêm nhóm các hoạt chất từ sữa và những cái hoạt chất khoáng chất từ những cái loại hạt hoặc là từ sô cô la. Mà sô cô la đừng nói là bác sĩ nói ăn sô cô la tốt, ăn sô cô la sữa nha. Người ta vẫn ghi nhận là cái sô cô la đen, cái hoạt chất trong sô cô la đen nó là một trong những hoạt chất mà giúp hạn chế quá trình oxy hóa tử của tế bào rất tốt. Đó, nó tụ chung lại là mình trong cái chế độ ăn mình, các bạn nhìn, nếu các bạn nhìn thấy cái hình tổng quát, các bạn sẽ thấy là xen kẽ đâu đó một cái lượng đạm nó rất ít, còn lại là từ rau củ quả. Nên cái thời này của chúng ta không còn phải là ăn no nữa, mà phải ăn làm sao cho khỏe, ăn cho đúng. Rồi, cái phần trình bày như đến đây là hết. Cảm ơn mọi người rất nhiều. À, có thể không biết mình còn thời gian không, thì Nghi sẽ mở nhanh cái clip chắc khoảng 5 phút cho các bạn xem về cái... Nghi xin lỗi là cái clip này á, do nó có tiếng Việt nhưng mà cái phần tiếng Việt nó lại đưa cái chất lượng nó thấp. Nghi sẽ giới thiệu cho mình cái phần tiếng Anh thì các bạn cứ theo dõi. Tại vì ít người đủ can đảm để đi làm nội soi đại trực tràng kiểm tra lắm. Rồi đặc biệt hồi trước là mình nghe nội soi là vô là gọi là soi sống, tự nhiên trong ngành thì được gọi là soi sống, là không gây tê gây mê hết, nó cũng soi mà soi lên thấy nó mấy ông trời là soi giúp chúng ta phát hiện những cái ung thư mà nãy giờ đã giải thích ha, viêm đấy. Cái ống này do phóng to vậy thôi, chứ thực tế mà nó bằng đúng đường kính cây viết này nha các bạn. Cái lòng ruột của mình nó gấp 3 lần cây viết, 4 lần cây viết rồi. Và nó là ống mềm, có thể gặp được. Trên đầu ống nó có nhiều chức năng. Chức năng này thứ nhất là cái camera, nó nối với màn hình bên ngoài, bác sĩ nhìn là vừa soi và vừa nhìn trực tiếp được trên màn hình, cầm việc chụp hình lại cái hình đó, ánh sáng đèn, cái ống nước để bơm rửa nếu cái lòng ruột của cái ông đó. Hò và đặc biệt cái dụng cụ vừa rồi á, nó nằm trong đó, và khi mình thấy có một cái polyp và một tổn thương cần thì mình bấm nó ra thì nó sẽ tự lấy cái tổn thương đó, chứ không có nghĩa là soi vô thấy cái bất thường rút cái ống này ra, rút cái ống khác vô,
không có, trên cùng một ống luôn. À, mình sẽ cắt cái phần đó ra, rút nó ra ngoài, gấp nó ra ngoài. Quá trình xoa thông thường là khoảng 20 đến 30 phút thôi, 20 đến 30 phút thôi. 60 phút trong trường hợp những bệnh nhân em cảm ơn. Thông thường á, cái quá trình soi hiện nay đó, đa phần các nơi thực hiện soi, từ những viện nhà nước thì không dám nói, đa phần những cái cơ sở y tế tư nhân họ đều sử dụng biện pháp là cho mình ngủ nhẹ rồi mới soi, không gọi là gây mê. Mặc dù đi vô khám mọi người vẫn thích giải thích, dạ anh chị ơi, giờ bác sĩ khám rồi cho mình đi khám gây tiền mê, thật ra không phải là gây mê, mình chỉ chích vào tay trong mạch máu mình một cái loại thuốc gây ngủ rất là nhẹ. Nên những người nào mà cái sức chịu đựng của họ đối với thuốc ngủ cao á, cái ngưỡng của họ cao á, thì chích rồi họ vẫn cứ lơ mơ lơ mơ lơ mơ, nhưng ít ra họ không có ngủ hẳn. Nhưng có những người là ngủ hẳn, thì những người lơ mơ lơ mơ đó thì khi đó hầu như những cái ruột nó giãn ra hoàn toàn, họ không có phản ứng kháng cự lại. Cơ thể mình rất là hay, bản thân vùng cổ mình nè, mình nuốt lộn sợi bún, là mình sặc một sợi bún thì các bạn sẽ có phản ứng mạnh hạt ra, thì cái đường ruột ở dưới cũng vậy, nếu có vật lạ gì vô thì ruột nó sẽ co bóp lại để nó tống cái vật lạ đó ra. Và khi chúng ta thức tỉnh thì cái phản xạ đó nó có, nhưng khi chúng ta ngủ thì hầu như phản xạ đó nó không có. Nên khi mình gọi là soi, hồi xưa cách đây mười mấy năm mà đi vô bệnh viện nhà nước mà ngồi mình thấy người ta cái ông kia soi ra, ổng đàn ông trai tráng 20-30 tuổi ra mà ổng soi ra ổng ủa ổng ói, ổng muốn ói, ổng xanh lè mặt mày, thì mình ngồi đó mình chờ soi đó mình cũng muốn bỏ chạy luôn. Gọi là soi sống, tức là không có gây mê gì hết. Còn đa phần hiện giờ thì mình đều sử dụng biện pháp gọi là gây ngủ nhẹ để cho soi, không phải áp dụng cho người lớn tuổi đâu. Các bạn trẻ, các bạn đi soi các bạn cũng có quyền nói dạ em muốn ngủ nhẹ rồi soi. Quá trình soi thật sự nó chỉ 15 đến 20 phút thì bác sĩ dùng cái ống đó thôi. Nhưng mà trước đó là cho các bạn nằm ổn định tư thế, là thường tư thế soi là sẽ nằm nghiêng một bên. Và lúc đó vô y tá có xoay trở các bạn cũng không nhớ đâu, lơ mơ lơ mơ. Không, em bấm lại, em bấm lại kéo lên. Cái cơ chế của soi bao tử và soi dạ dày nó cũng tương tự vậy, nhưng cái đường vào là đường mũi mà đường mũi. Anh kéo con đi lên. Trong quá trình soi đó thì bác sĩ hoặc nhân viên y tế có thể sẽ đẩy cái bụng mình nhẹ xuống để đè cái mặt ruột đó xuống, hoặc là giống như nói trong trường hợp nếu người bệnh mà họ chỉ lơ mơ lơ mơ hoặc chưa ngủ thì họ sẽ được yêu cầu là xoay nhẹ chút xíu, còn nếu họ ngủ rồi thì nhân viên y tế sẽ giúp. Đôi khi mình sẽ cần bơm một chút hơi cho cái ruột nó phồng lên để mình nhìn thấy hình ảnh nó rõ. Và thường trước khi soi này các bạn sẽ được cho uống một cái thuốc, mình còn gọi là thuốc xuất ruột á, tức là mình sẽ đi cầu cho sạch hết tối đa cái lượng phân trong ruột. Thì khi mình soi thấy rõ hơn, nhưng nếu nó vẫn còn sót phân thì lúc soi hồi nãy nó có cái ống nước á, chỗ nào mình thấy không sạch thì mình sẽ bơm nước mình rửa sạch chỗ đó rồi mình mới cạo sạch. Những cái mẫu nhỏ khi mình lấy ra đó sẽ được đem ra ngoài, bác sĩ bố bệnh sẽ cắt từng từng lát rất nhỏ tính bằng mét, phân mét để họ đọc coi nó có bất thường gì không. Và các bạn an tâm là cái dây này thì dùng chung, tức là sau đó mình phải ngâm khử khuẩn chừng 45 phút đến 2 tiếng mới được sử dụng lại cái ống này. Nhưng cái đầu để bấm đó là mỗi người sử dụng xong rồi bỏ, không sử dụng lại nha. Các bạn có muốn sử dụng lại nên sợ phòng khám, nhiều phòng khám tiết kiệm tiền sử dụng lại cũng được, tại vì người đã bung ra rồi là sẽ không thể đưa lại cái ống sau. Có người vừa sau trong 30 phút là tỉnh luôn trong phòng sau rồi. Take the rest of the day off and not make any major plans before you go home. Your doctor will share the results.
sau khi sao xong ai về ai đưa giấy tờ gì ký được ký nha, 24-48 tiếng sau tỉnh táo lại đọc lại ký. Trong một số trường hợp bệnh nhân lớn tuổi hoặc là họ uống cái thuốc mà gọi là chuẩn bị được trùng hoặc sốt xuất ruột, mình quá nhạy thuốc đó, mình tiêu chảy nhiều quá thì mình có thể được nhập viện trước 24 tiếng để mình sử dụng cái thuốc đó tại bệnh viện cho an toàn. Thường các bạn nữ mà có muốn đi soi đó nên thử mình có thai trước hay không, tại nếu mình soi mình sử dụng có sử dụng thuốc an thần, tại ra thuốc này nó đến hiện nay nó cũng không có hại mà mình cái chuyện đó người ta cũng không có có nghiên cứu nào rõ ràng, nên tự check trước giống như mình đi chụp X quang hoặc mình đi kiểm tra bất kỳ một cái biện pháp chẩn đoán hình ảnh nào đó thì mình đều người ta cũng sẽ hỏi, nhân viên y tế cũng sẽ hỏi, và bản thân mình thì mình nên tự kiểm tra trước. Ok, thì cái clip nữa là xong. Các bạn có muốn hỏi gì không? Dạ. Em thấy bây giờ nghe mọi người nói mình chia sẻ ra một cái quan điểm về điều trị ung thư á. Dạ. Thực dưỡng á, không có ăn. Thực dưỡng. Dạ. Không ăn thực. Rồi nghe trả lời luôn, không cần trả chi tiết. Dạ, đơn giản vậy. Cái ung thư nó giống như là một phần cơ thể mình nó bị sâu. Nó rất đơn giản á, giống như một phần của cái cây bao gồm lá, cội, rễ, nó có một phần nó bị sâu. Thì mình xài thuốc từ sâu, tức là mình điều trị, chẳng hạn như mình bứng, mình cắt cái phần nó bỏ đi, sau khi mình cắt xong mình phải bổ sung những cái thuốc vô để mình tiêu diệt cái phần sâu đó. Nhưng nếu như mình không bón phân, không tưới nước thì bản thân cái cây đó chết vì đói trước khi chết vì cái phần sâu. Cho nên khái niệm thực dưỡng, nhưng không phản đối khái niệm đó, nếu như thỉnh thoảng mình có một tuần đến hai tuần, thậm chí vài tuần mình thực dưỡng để mình giống như mình thanh lọc cơ thể. Nhưng trong quá trình mình bệnh, tức bản thân cái bệnh nó đã làm rối loạn cái cơ chế trong cơ thể mình. Dù mình bệnh ở đường ruột hoặc bệnh ở phổi hoặc những người bệnh đầu mặt cổ thì không ăn uống được, đã làm dinh dưỡng kém. Và quá trình điều trị, những biện pháp điều trị nó cũng cần mình phải có sức để mà mình điều trị chứ. Thì bản thân cái thực dưỡng tự mình đã trả lời được là nó không có lợi gì cho quá trình điều trị bệnh hết. Có một trường hợp mà dạ. Hiện nay không có một nghiên cứu nào cho thấy là thịt bò hoặc là sữa gây ra ung thư. Cái gì mình sử dụng nó ở một cái tỷ lệ hợp lý thì nó đều có hiệu quả của nó. Nếu như người ta có đủ bằng chứng để nói rằng những thực phẩm ăn uống gây ra bệnh thì đơn giản lắm, mình không cần ăn nữa, người ta sẽ chế ra những viên thuốc một ngày mình uống, mỗi cử mình mỗi bữa mình uống một viên để mình thay thế, khỏi phải nấu nướng, khỏi phải trồng trọt, khỏi phải dọn dẹp gì nữa hết. Cho nên cái khái niệm này như không có chống đối đâu. Thật sự, dù người bệnh họ nói rằng có một giai đoạn vô thuốc xong họ ăn không thấy ngon, đơn giản họ chỉ ăn rau củ, họ chỉ ăn là gạo lứt với muối mè, hoặc họ chỉ thay vì họ ăn cơm mà đều ăn gạo lứt, thì cái đó vẫn là một khái niệm tốt, vì cái cơm nó nhiều tinh bột họ không chuyển hóa được. Nếu mà sử dụng cái biện pháp đó kéo dài, hoặc nếu thật sự biện pháp thực dưỡng đó nó chứng minh được hiệu quả vai trò điều trị ung thư, nó được đưa vào các biện pháp điều trị chính thống. Bởi vì trong y khoa người ta nói là dựa trên bằng chứng, gọi là evidence base, là bạn phải có nghiên cứu trên bao nhiêu bệnh nhân, từ thời gian nào đến thời gian nào, kết quả nghiên cứu của bạn cho thấy rằng cái tỷ lệ bệnh nhân sử dụng biện pháp của bạn hiệu quả cao hơn rõ ràng, phải được công bố trên những cái diễn đàn hoặc là báo chí hoặc là tạp chí y khoa có uy tín được kiểm định thì biện pháp đó mới được đưa vào. Thậm chí đối với thuốc Tây y, khi mình đưa ra những loại thuốc giống như nãy như nói biện pháp miễn dịch, hiện giờ vẫn một số bệnh vẫn chưa được sử dụng là tại sao? Tại vì trong y khoa những cái nghiên cứu để đưa ra một loại thuốc mới nó đều phải có 4 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, chứng minh trong ống nghiệm rằng thuốc này có hiệu quả khống chế cái tế bào bệnh đó. Giai đoạn thứ hai là sử dụng trên thú vật như chuột, thỏ hoặc trên những cái mẫu mô mình cấy tế bào ung thư vào, coi là cái tác dụng phụ nó là cái gì. Rồi giai đoạn B với giai đoạn thứ hai lại là thực hiện điều trị trên những cái con vật có bệnh và không có bệnh. Bắt đầu giai đoạn thứ ba
mới được quyền thực hiện trên những bệnh nhân sau khi những bệnh nhân đã được sử dụng những biện pháp khác không có hiệu quả. Giai đoạn thứ ba lại chia làm hai phần, phần thứ hai giai đoạn thứ ba, rằng khi đó anh mới được quyền sử dụng trên những bệnh nhân mà người ta có sử dụng thuốc mới đó hoặc không sử dụng thuốc mới đó. Giai đoạn thứ tư là giai đoạn anh phải so sánh với tiêu chuẩn vàng đang điều trị với bệnh đó là gì, hiệu quả của anh là gì, tác dụng phụ của anh gì. Sau giai đoạn thứ tư đó, thuốc đó mới được approve để đưa ra thị trường dùng cho bệnh. Nó rất nghiêm ngặt. Cho nên hiện giờ Nghi cũng trả lời luôn là biện pháp thực dưỡng đó không có bất kỳ một nghiên cứu nào để chứng minh ở giai đoạn 1, thậm chí là giai đoạn 1. Hay như nếu mình sử dụng, nếu như biện pháp về mặt tinh thần giúp cho người bệnh trong giai đoạn điều trị, thì họ thấy đồ ăn không có ngon. Thật ra cái đó là phải phần phần dinh dưỡng, bác sĩ dinh dưỡng, mình chuyên gia dinh dưỡng mình hỗ trợ thêm cho họ cách chuẩn bị, cách nấu ăn cho đúng. Tại vì người bệnh khi mà bị bệnh và bản thân những cái thuốc điều trị nó làm thay đổi cái vị giác và cái khứu giác bình thường của họ. Cho nên mình bình thường mình ăn miếng bò bít tết, mình ngồi mình nghe mùi rất thơm, nhưng người bệnh họ sẽ rất là sợ. Thì lúc đó mình phải chế biến một cách khác, mình phải nấu canh, hoặc mình khi mình nấu mình không để cho họ nghe mùi, thậm chí là mình nêm hầu như nó không có gia vị nhiều, bởi vì nó dậy mùi thì người bệnh nghe họ rất sợ không ăn được. Đó là những cái điều chỉnh. Chứ còn nếu mà ăn theo chế độ thực dưỡng không thì bản thân người bệnh không có đủ dinh dưỡng để mà giúp cho có sức để điều trị. Mọi người có câu hỏi nào không?